là Lưu Đức Mạnh. Thì Trần Kiệt đang đu bám rất tốt và đang set up một tình huống triangle. Một tình huống bây giờ là âm ba của Trần Kiệt. Và một trận thi đấu chuyên nghiệp giành chiến thắng. Chào đón đến với bán kết của GMA hạng cân kim kề Trần Kiệt. Với trận bán kết hạng đơn kim kê, nơi Trần Kiệt, một rappler, sẽ đối đầu với một striker, đó là Lưu Đức Mạnh. Trần Kiệt không giấu giếm ý đồ của mình trong trận đấu này. Chắc chắn Trần Kiệt sẽ muốn đưa Lưu Đức Mạnh xuống mặt đất. Còn Lưu Đức Mạnh sau một khoảng thời gian tập rappler, tập rappling, liệu anh có thể chống vật lại Trần Kiệt hay không? Thật bất ngờ khi người đang nắm được underhook là Lưu Đức Mạnh. Và bây giờ là sở trường lên gối của bộ môn Muay Thái mà Lưu Đức Mạnh theo tập. Liên tục là những cái gối đập. Và bây giờ người đang ở phần trên là Lưu Đức Mạnh. Thì Trần Kiệt đang đu bám rất tốt và đang set up một tình huống triangle. Một tình huống bây giờ là âm ba của Trần Kiệt. Nhưng bây giờ là third round của Lưu Đức Mạnh. Sức chống trả rất quyết liệt của Lưu Đức Mạnh. Bây giờ Lưu Đức Mạnh đang dồn hết Trần Kiệt. Lưu Đức Mạnh đang thi đấu vô cùng tự tin. Những nhịp nhảy ra vào của anh đang thể hiện điều đó. Và Lưu Đức Mạnh mời Trần Kiệt đứng dậy. Và Lưu Đức Mạnh cũng đang chỉnh lại gang của mình để tránh chấn thương cho mình cũng như đối thủ. Một hành động vô cùng fair play của đại diện đến từ No One World Cup. Lưu Đức Mạnh đang giữ cự ly tốt giữa Trần Kiệt bằng những cú đá ở cự ly xa. Có một điều thú vị của Trần Kiệt là những trận đấu anh tham dự đều được giải quyết chỉ ở trong hiệp 1. Và liệu điều này có lặp lại trong trận đấu với Lưu Đức Mạnh hay không? Và bây giờ là tình huống áp sát và cố gắng bắt lưng đến từ vị trí của Lưu Đức Mạnh. Và Lưu Đức Mạnh đưa Trần Kiệt xuống đất, nhưng Lưu Đức Mạnh vẫn đang đứng và thực hiện những tình huống power round. Đúng, Mạnh có lẽ đang nghiên cứu Trần Kiệt rất kỹ. Liên tục là những cú hammer fist của Lưu Đức Mạnh, những cú đấm rất nặng. Và Trần Kiệt đã tap out rồi. Lại thêm một chiến thắng chóng vánh nữa. Trận đấu dừng ở phút 2 phút 54 giây.
xin cảm ơn màn cống hiến vừa rồi của võ sĩ Trần Kiệt. Vâng, tiếp tục là một trận đấu diễn ra vô cùng chóng vánh. Và ngay tại hiệp 1, ở 2 phút 05 giây, và võ sĩ ở bên góc đài màu xanh đã có một chiến thắng TKO. Và xin chúc mừng võ sĩ Lưu Đức Mạnh. Xin chúc mừng chiến thắng TKO của Lưu Đức Mạnh. Cảm nghĩ của anh bây giờ như thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đến đây đã ủng hộ cho em. Cảm ơn mọi người. Có thể thấy bạn tham gia trận thi đấu này với một tâm thế vô cùng tự tin. Có phải là bạn đã nghiên cứu Trần Kiệt một cách cực kỳ kỹ càng hay không? Để mới có thể thi đấu một cách tự tin như vậy. Dạ, không chỉ riêng anh Kiệt, tất cả các đối thủ mà em gặp, em đều nghiên cứu kỹ tất cả các đối thủ của em để mình có một trận đấu tốt nhất. Và bạn đang nghiên cứu Bùi Trường Sinh hay chưa? Và bây giờ là lúc bạn gửi những lời dành cho Bùi Trường Sinh, đối thủ của bạn ở trận chung kết GMA. Em đợi hồi nãy giờ lâu lắm rồi. Bây giờ em mới nói nè. Anh Sinh ơi, năm ngoái bán kết là anh thắng em, nhưng năm nay Lưu Đức Mạnh khác xa lắm nha. Và chúng ta hãy xem câu trả lời của Lưu Đức Mạnh có đúng ở trong trận chung kết hay không. Xin cảm ơn bạn, chúc mừng bạn.